thơ xin nhắc cho tuổi sửu, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi thìn, tuổi tỵ, tuổi dậu và tuổi thân cẩn thận mất tiền trong ngày mai, tức là ngày 13 tháng 4 dương lịch vì đây là một ngày cực kỳ xấu, cục diện tương khắc rất tồi tệ cho ngày mai vì ngày mai xuất hiện nhiều điềm báo của sao xấu như hung thần, ám vũ, diêm vương khiến cho bạn ảnh hưởng đến tài lộc tiền bạc làm ăn, đầu tư rất là dễ bị thua lỗ, các bạn dễ đi sai lối chọn sai đường dẫn đến mất tiền mất của, rơi cảnh nợ nần trắng tay. Trong ngày mai trường khí rất là đen tối nên kiên cử những cái công việc đại sự giống như xuất hành, động thổ, xây cấp cưới hỏi, bảy con giáp này sẽ trải qua một ngày khá là ảm đạm trong tình cảm có hạn tán thận, làm đứt dây tơ hồng vì ngày mai nên phải tu khẩu, nhẫn nại, còn trong công việc cuộc sống dễ gặp tiểu nhân lợi dụng lòng tốt, đặt điều thị phi để lừa lọc các bạn, xe cổ chớ chủ quan lơ là, dễ đền bù thiệt hại, chớ có vội vàng và đặc biệt trong ngày mai dễ vướng vào kiện tụng pháp lý, vì vậy bảy con giáp này ngày mai nhớ đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên và đặc biệt đen tối nhất là từ 12 giờ trưa trở đi nên tập trung cao độ nhé. Chúc cho những cái con chấp này sẽ đóng một ngày hanh thông vạn sự như ý.